Thưa quý vị và các bạn, với tình hình các ca đậu mùa khỉ không ngừng tăng và lây lan ra nhiều quốc gia, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới đã lên tới hơn 200 người. Đây là thông báo được Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC đưa ra ngày 25 tháng 5. Theo ECDC, đã có hơn 19 nước, hầu hết ở châu Âu, báo cáo có ít nhất một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là lần đầu tiên chuỗi lây nhiễm này được ghi nhận tại châu Âu, vốn không có nhiều mối liên quan dịch tễ đến khu vực Tây hoặc Trung Phi. Hầu hết các ca mắc là nam giới trẻ, tự nhận có quan hệ tình dục đồng giới. Tổng số ca mắc động mùa khỉ trên thế giới ghi nhận đến nay cao gấp 5 lần so với con số 38 ca công bố ngày 20 tháng 5, thời điểm bắt đầu thống kê số người mắc bệnh này. Tại Anh, nước phát hiện ca bệnh đầu tiên vào đầu tháng này hiện có số bệnh nhân cao nhất với 71 người, tiếp đến là Tây Ban Nha 51 bệnh nhân, Bồ Đào Nha 37 bệnh nhân. Ở ngoài châu Âu, Canada ghi nhận 15 ca bệnh và Mỹ là 9 ca. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo con số này sẽ tăng lên nhưng hầu hết các ca bệnh đều không nghiêm trọng. Cơ quan này cho rằng có thể kiềm chế sự bùng phát của các bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi. Trong khi đó, chính phủ nhiều nước cho biết sẽ triển khai các đợt tiêm chủng để chống lại sự lây nhiễm của virus đang gia tăng. Các nhà khoa học cho rằng đợt bùng phát này sẽ không tiến triển thành đại dịch như COVID-19 do virus không dễ lây lan như SARS-CoV-2. Bệnh đậu mùa khỉ do virus đậu mùa khỉ gây ra, cùng họ với virus đậu mùa nhưng ít nghiêm trọng hơn. Bệnh xuất hiện chủ yếu ở các quốc gia Trung và Tây Phi gần rừng mưa nhiệt đới. Virus lần đầu tiên được xác định trên khỉ nuôi nhốt và kể từ năm 1970 đã có các đợt bùng dịch được ghi nhận ở 10 quốc gia châu Phi. Đợt bùng phát đầu tiên ghi nhận ngoài châu Phi là ở Mỹ năm 2003 với tổng cộng 81 trường hợp nhiễm bệnh nhưng không gây tử vong. Năm 2021, một đợt bùng phát lớn được ghi nhận ở Nigeria với 172 trường hợp, 75% người bệnh là nam, tuổi từ, từ 21 đến 40%. Tuy có những diễn biến khó lường, các chuyên gia cho biết vaccine đậu mùa vẫn có tác dụng phòng ngừa đậu mùa khỉ lên tới 85%, nên quý vị và các bạn cũng không cần quá phải lo lắng.